Hello tất cả mọi người, kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thì em đang trên tay em đang cầm một bé chè lửa đuôi 194. Đó, bây giờ em sẽ đo cho mấy anh xem ha. Hôm nay do là thời tiết trời nó cũng ui vậy á, cho nên là nó không có thiếu ánh sáng. Đó, bây giờ em sẽ đo đuôi ha. Bé này đuôi 194, đuôi đuôi tôm bản lớn, tôm lụa, tôm nhẹ và lụa ha. Thì đuôi nó là 194, một bên nó là 19, một bên là 194 ha. Đó, nó so le xíu xíu thôi, nhưng mà cái này anh em thả người lồng thì rất là khó thấy. Đó, do là cái bản đuôi của nó rất là lớn và hai cái đuôi nó khép rất là đẹp ha. Mắt móng màu đầy đủ hết. Đó, bây giờ em sẽ cho nó ra cái lồng. Nó nhìn rất là đẹp luôn. Chim này giá là 800 ngàn nha mọi người nhé. Chim này giá 800 ngàn. Rồi anh em nào mà quên đó, cái gì đó, cái địa chỉ thông tin số điện thoại thì em sẽ để bên cái góc phía bên dưới màn hình anh em đang xem ha. Còn bữa nay là cái số tài khoản á, thì em sẽ để rất là chi tiết luôn, để trên cái góc trái phía trên màn hình. Do là nhiều khi em bận em đóng thùng, rồi nhiều khi em chạy xe ở ngoài đường. Hello mọi người, hôm nay là ngày 27 tháng 12, thì hôm nay em về được khoảng chừng 23 tới 24 bé chòe đất ha. Đó, do là những cái bé chòe đất này nó hơi nhảy chút xíu, cho nên là em không có review cho nó rất là kỹ cho các anh được. Thì ở đây em bán đồng giá luôn, tất cả những cái chòe đất trống đồng giá là 100 ngàn. Anh em nào mua 5 chòe đất trống em sẽ tặng cho một bé, có nghĩa là mua 5 bé, mua 5 chòe đất trống tặng một chòe đất trống ha. Hôm nay không có chòe mái. Đó, thì hôm nay là cái lô chòe đất này dáng dáng nhỏ không à, dáng nhỏ và đẹp không à, dáng nhỏ dài đẹp lắm. Ngày hôm qua thì về chắc cũng khoảng chừng 80 hay là 80 mấy chòe đất trống và có hai chim mái đã hết rồi. Đó, thì hôm nay là 20 khoảng chừng 23 hay 24 gì đó, thì chút xíu nữa em sẽ kiểm tra lại cái số lượng sau ha. Thì cái chương trình khuyến mãi là mua 5 tặng 1, có nghĩa là mua 5 được 6, đồng giá là 100 ngàn. Đó, bây giờ em sẽ review chè lửa ha. Thì trước tiên đây là cái bé chè lửa đuôi 18 năm, đuôi 18 năm giá là 450 ngàn. Chim đẹp nha. Chim này thì tất cả những cái chè lửa này thì em bảo hành mắt móng mỏ ta không bị thiếu móng, là không bị hư móng nè, mắt mỏ đều đầy đủ hết. Đó, chim dáng rất là đẹp. Còn những cái bé chè lửa trống này nè, dáng rất là đẹp ha. Rồi, đây là cái bé đầu tiên ha. Rồi, tiếp theo là bé số 2, chè lửa trống số 2, đuôi 188, giá là 500 ngàn. Đuôi 188 nha, do hồi sáng là em ghi nhầm. Đó, đuôi 188, bé số 2, chim trống. Đó, chè lửa trống ô số 2, giá là 500 ngàn ha. Còn đây là chòe lửa trống đuôi 18 năm, giá là 450 ngàn. Ô số 3. Tất cả những cái bé chòe lửa trống em đều ghi cái chiều dài của đuôi và cái giá tiền ở trên các cái học, học bao nhiêu, ô bao nhiêu, rồi đuôi dài bao nhiêu, số tiền là bao nhiêu, em đều ghi rất là rõ, rất là chi tiết. Đây, đuôi này, đuôi lửa trống này phải nói là to, bản to ha, bản to. Chim chim trống này rất là tịnh ha, rất là tịnh. Đó, hiện tại thì đang đói hay sao á. Rồi đây là 18 năm và 188 bị so le chút xíu, thì cái giá của nó là 450 ngàn, nhưng mà chòe lửa trống này thì dáng rất là mini ha, rẹt, cái dáng rất là nhỏ con, chim rất là cái tướng ha, cái tướng rất là đẹp ha. Chim cảnh, cái này là đang nói về chim cảnh nha. Rồi đây là đuôi 16 mà đuôi tôm nha mọi người nha. Đuôi 16 mà đuôi tôm thì cái giá đuôi 16 tôm đuôi ngắn giá là 250 ngàn. Đó, rất là bình dân luôn. Chim này rất là siêng tặc, có nghĩa là về nuôi rất là mau hót nha. Chim cảnh ha, về nuôi rất là mau hót, siêng tặc. Đây là ô thứ 7, đuôi đúng 17 luôn mà đuôi lại tôm lụa nữa chứ. Wow, đuôi 17 tôm lụa giá là 300 ngàn, 300 ngàn nha mọi người nha. Hôm nay là có mấy bé chè lửa trống mà đuôi ngắn ngắn nhưng mà rất là đẹp. Đây, ví dụ như là bé này, bé số 8 nè, đuôi
có 15 ba thôi nhưng mà lại tôm xòe đó, bắt nó ra. Chim này á, chim trống này nè, đó thì em có bắt nó ra. Nó xòe đã lắm, xòe mà đuôi nó hơi hơi tôm ha. Thì cái giá của nó là 250 ngàn nha mọi người nha. Giá là 250 ngàn đó. Đầu, mặt, mũi, chân, tay, nói chung là tất cả những cái lỗi em đều bảo hành hết. Đó. Rồi đây là ô thứ 9 ha. Ô thứ 9, bé này đuôi 19, đuôi tôm. Đó, cái bé 15 ba nè. Đó, em quay rất là rõ nha. Bé này ô số 8 nha mọi người nha. Em quay rất là rõ. Chim những cái chú chim chòe lửa này nó nằm ở học bao nhiêu, đuôi bao nhiêu, em đều quay rất là rõ cho mấy anh rồi. Đó thì cái số tài khoản em có để bên cái góc tay trái phía trên màn hình nha. Đây, 19 nè, 19 tôm nè, ô số 9. Chim trống này thì cái dáng của nó rất là đẹp nha, cái cánh sệ. Đó, cánh sệ tướng rất là dài. Mặt mũi tay chân rất là đẹp. Đuôi 19, đuôi tôm. Tôm nhẹ thôi chứ không có tôm mà dạng như là tôm chữ C nha, tôm nhẹ thôi. Đó thì cái giá của nó là 700 ngàn. Rồi bây giờ tới ô thứ 10 là đuôi 18 6 tôm lụa. 18 6 tôm lụa ha. Thì cái giá của nó là 500 ngàn. 18 6 tôm lụa 500 ngàn ha mọi người ha. Thì những cái số ô, số đuôi và cái thứ tự anh em chịu khó xem clip kỹ kỹ ha. Chốt bé nào thì cứ báo giúp em cái ô. Rồi đây là 14 1. Chim này, chim trống này nè, đuôi rất là ngắn ha, chim chòe lửa trống, đuôi rất là ngắn, đuôi có 14,1 bằng chim chòe lửa mái thôi. Chim này thì chim chòe lửa trống này thì anh em có thể thả vô cái lồng họa mi nuôi cũng được nữa. Đuôi nó rất là ngắn, đuôi nó chỉ có 14,1 thôi, gọi là 14 cộng cho nó sang ha. Rồi, đây là ô thứ 12. Đuôi ngắn thôi nhưng mà đuôi tôm, giá là 250 ngàn, đuôi 16 nha mọi người nhé. Đuôi 16. Ô thứ 12, đuôi 16. Đuôi tôm 250.000. Thì cái số tài khoản, thông tin chi tiết, tất cả những cái thông tin chi tiết thì em để ở trong cái phần mô tả của cái video nha mọi người nha. Còn cái số tài khoản thì anh em có thể xem trực tiếp ở trên cái góc tay trái phía trên màn hình cái số tài khoản. Rồi số điện thoại cũng như là cái địa chỉ thì em để ở bên cái góc dưới màn hình anh em đang xem. Ở đây là bé này ô thứ 12. À, chim trống, chè lửa trống, ô thứ 12. Đây là ô thứ 13, đuôi là 18-6, tôm lụa, giá là 450 ngàn. Nhưng mà có một bên lông đuôi á, nó bị mẻ đuôi ha. Một bên lông đuôi nó bị mẻ đuôi, chứ nếu mà không bị mẻ đuôi thì chè lửa trống này giá cũng phải 500 tới 550 ngàn cơ. Đuôi tôm lụa rất là đẹp, nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển thì một bên lông đuôi nó bị gãy. Rồi bây giờ em sẽ review cho các anh xem một cái bé chè lửa chống đuôi 205, nhưng mà đó trong cái quá trình vận chuyển thì cũng bị mẻ một cái ngọn đuôi, đuôi 205 luôn á. Bé này thì đây, hồi ngày hôm qua ông anh đâu chim mép mùa này nha mọi người nha. Đây là cái con chim trống chim mép mùa này, viền mắt còn rất là đỏ, rất là đẹp. Thì nếu mà đuôi 205 thì anh em, nếu mà anh em nuôi tốt thì mùa sau sẽ ra được dài thêm nha mọi người nha. Thì ông anh ông cũng có đo rồi và bây giờ em cũng phải đo lại cho tất cả mọi người cùng xem. Nói chung là làm ăn thì nó phải rõ ràng đó, mặc dù là thợ có đo rồi nhưng mà em cũng về em cũng phải đo lại cho tất cả mọi người xem cho nó kỹ ha. Thì chim này giá là 1,4 triệu nha mọi người nha. Đuôi 205 tôm lụa nhưng mà không có tôm nhiều, có nghĩa là hơi hơi tôm và bản đuôi rất là to, rất là đều. Nhưng trong cái quá trình vận chuyển đó thì các anh cũng thấy rồi, nó bị mẻ một cái ngọn siêu siêu thôi. Chim này dáng rất là đẹp, chim trống, chim chòe lửa trống dáng rất đẹp, dáng mini rất là nhỏ, mặt mũi tay chân đều đầy đủ hết nha mọi người nha. Đó, bảo hành tất cả mọi cái tật lỗi đó, thì giá là 1,4 triệu nha mọi người nha. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.